Xin chào cả nhà. Chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại đang là buổi chiều ngày 23 tháng 7 năm 2021 dương lịch. Thì buổi chiều ngày hôm nay Trung tâm Vĩnh Phúc lại tiếp tục gửi đến toàn thể quý vị những cái sản phẩm như là đàn guitar điện bãi được về tới Trung tâm Vĩnh Phúc và được căn chỉnh, lau chùi vệ sinh, tra dầu, nhỏ dầu, các lúm volume, các cần gạt. Tất cả mọi thứ là hoạt động ngon lành và tiến hành là đóng gói ship hàng cho khách hàng. Thì tất cả những khách hàng mà mua hàng tại Trung tâm Vĩnh Phúc là không cần đặt cọc, không cần chuyển khoản. Các bác mua hàng, các bác chỉ cần chốt cái sản phẩm mà quý vị muốn mua là tầm tiền bao nhiêu và cái mẫu như thế nào. Đó, thì quý vị báo với Trung tâm Vĩnh Phúc và cho Trung tâm Vĩnh Phúc xin cái họ tên, địa chỉ, chi tiết của quý vị kèm theo số điện thoại, nội dung mua hàng. Thì Trung tâm Vĩnh Phúc sẽ chuyển theo đường chuyển phát ship về tận nhà cho các bác. Khi nhận hàng, các bác được quyền là bóc hàng, kiểm tra hàng xem đúng cái sản phẩm mà quý vị đặt hàng không. Thì tất cả mọi thứ ok, sản phẩm chuẩn, sản phẩm chất lượng, không lỗi, không dập vỡ, gãy nát. Quý vị được quyền test trong vòng 5 phút trước mặt nhân viên. Sau đó là quý vị thanh toán tiền hàng cộng tiền cước cho người phát hàng cho quý vị là xong. Thì trước khi gửi hàng thì Trung tâm Vĩnh Phúc là sẽ quay chi tiết như cây cây đàn này. Được chốt cho một vị khách. Đó là bác Hồ Tân Hải ở tỉnh Bình Thuận. Thì bác này ở cái tỉnh là không bị cách ly nên là trung tâm đóng hàng gửi cho bác được. Trong tuần vừa rồi, từ đầu tuần đến giờ thì rất là nhiều khách hàng đã chốt hàng tại Trung tâm Vĩnh Phúc. Nhưng mà đa số là ở các tỉnh như là thành phố Hồ Chí Minh hay là Tiền Giang, An Giang. Tất cả những cái tỉnh mà đang thực hiện cái chỉ thị 16 của nhà nước là phải cách ly, toàn giãn cách xã hội. Đó, là không được ra vào cái khu vực cách ly. Đấy, nên là rất khó phát hàng. Thì các bác đặt hàng, những bác mà đã đặt hàng tại Trung tâm Vĩnh Phúc thì Trung tâm đã lên đơn và chờ tới hết cái tháng 7 này sang đầu tháng 8. Khi mà hết cách ly, các bác thông báo lại cho Trung tâm Vĩnh Phúc, Trung tâm sẽ tiến hành đóng hàng, gửi hàng cho các bác. Đó. Đấy. Thì cây này hôm nay chốt cho bác Hồ Tân Hải với giá là 2.300.000, thì Trung tâm bớt cho bác cái 100.000 hỗ trợ một dịch, còn 2.200.000. Cây đàn rất là độc và lạ, quý vị nhìn em ạ. Đấy, nó là cây đàn mà màu đen và mặt là tráng gương. Quý vị nhìn thấy cái hình ảnh của em đang cầm cái điện thoại quay chưa? Đó, soi gương được, chúng ta nhìn thấy rất là rõ nét ở bên trong này. Mặt tráng gương rất là độc lạ, màu đen, 3 mô bin, 3 volume, 1 cần gạt. Đấy. Với giá 2.200.000 bác này được tặng một bao da 3 lớp mới, một bộ dây phụ và hai móng gẩy. Thì ngoài ra bác lấy thêm cái dây tín hiệu 5m hai đầu 6 ly, dây giắc tốt trung tâm đang bán là 150.000, cái dây đeo là 70.000, thì trung tâm tính tròn giá cho bác này 200.000 cho hai sản phẩm nữa. Tổng hai sản phẩm của bác này là 2.400.000 chưa tính cước phí vận chuyển. Trung tâm sẽ ship theo đường chuyển phát, ship về tận nhà cho các bác. Thì khi nhận hàng, các bác kiểm tra hàng này. Đấy, hàng khi trung tâm đóng gói gửi cho các bác là sẽ như thế này. Không hề có một vết dập vỡ gãy nát nào cả. Này, các bác lưu ý là khi chúng ta nhận hàng thì chúng ta lên hàng tới, nhân viên giao hàng tới, các bác bật cái máy quay điện thoại chúng ta nên chúng ta quay từ lúc bắt đầu khui thùng hàng. Các bác kiểm tra kỹ từ đầu tới cuối. Đó, thấy cái sản phẩm của chúng ta mà đúng như Trung tâm Vĩnh Phúc đã quay cho các bác lên YouTube như này thì các bác thanh toán tiền. Các bác được test thử 5 phút nhé. Test thử cắm vào loa, test thử 5 phút như này. Đấy, thử các lắc, các cần gạt. Thì tất cả mọi thứ ok thì quý vị thanh toán tiền hàng cộng tiền cước cho người phát hàng cho quý vị là xong. Tiền cước thì quý vị phải chịu là dao động từ 70.000 đến 100.000 tùy từng vùng miền. Đó. Thì cái sản phẩm này là các bác nhớ là mua hàng này, các bác mua hàng để Trung tâm Vĩnh Phúc là người thật bệnh thật hàng bán cho các bác. Khi mà quảng cáo làm clip giới thiệu sản phẩm nên như nào, các bác chọn sản phẩm thì Trung tâm sẽ gửi cho các bác đúng cái sản phẩm như vậy. Đó. Chỉ có điều là chúng ta phải kiểm tra kỹ trong quá trình vận chuyển xem nó có bị dập vỡ gãy nát không. Nếu bị dập vỡ gãy nát đấy thì quý vị có quyền là không lấy hàng, và quý vị nhớ là gửi là phải quay cái video lại khi bắt đầu khui thùng hàng ra, quý vị quay từ lúc khui thùng ra, và khi mà bị dập vỡ cái nát thì quý vị báo lại cho Trung tâm Vĩnh Phúc và gửi cái clip đấy lại cho Trung tâm Vĩnh Phúc để Trung tâm làm việc với bên công ty chuyển phát, họ sẽ phải có chịu trách nhiệm bồi thường cho Trung tâm Vĩnh Phúc là cái sản phẩm bị lỗi, bị dập vỡ cái nát. Đó, được chưa? Thì bây giờ Trung tâm sẽ test nhanh cái sản phẩm của bác Hồ Tân Hải này. Đó, đây là để lắc đầu tiên này. Con loa này cũng chốt cho một bác ở tỉnh Hải Dương. Đấy, nhưng mà ở Hải Dương bây giờ đang cách ly. Đấy, nên là cũng chưa gửi hàng được, thì bây giờ cũng chốt cho bác ấy rồi và để cho bác đấy là khách hàng quen với giá là 1.400.000.
bác lấy thêm một dây tín hiệu 5m hay đầu Sony đó là 1.550.000. Đấy. Nó là loa Fender Dead 1 bát 20 trên 1 thùng này quý vị nhé. Đấy, tiếng rất hay luôn quý vị nhé. Tiếng trầm này. Nấc số 2. Sáng lên này. Nấc số 3 này. Trầm này. 4 này. Sáng lên này. 5 này. Chưa? Như vậy là từ đàn, từ dây tín hiệu, tất cả mọi thứ đều ok rồi, đều ngon lành quý vị nhé. Con loa của bác ở Hải Dương chốt này với giá là khách hàng quen được tri ân với giá 1.4 triệu, quá là ok. Đây, giá trước giảm giá là 1.6 triệu rồi, vậy bây giờ bác mua là còn được giảm được thêm 1.4 triệu, là rất là ok quý vị nhé. Để chờ lúc nào hết dịch thì em sẽ đóng cái những cái đơn hàng của những cái bác mà ở vùng dịch. Đấy, đơn hàng của bác Hồ Tân Hải đã ok, bây giờ em tiến hành công đoạn dán tem bảo hành, bao bọc đóng gói các đơn hàng này. Thì em giới thiệu sơ qua, bên em thì còn rất là nhiều đơn hàng có mẫu giá thì dao động từ 1.8 triệu cho đến 3-4 triệu đều còn hàng. Thế còn những cái mức giá mà từ 4 triệu đến 10 triệu thì đang hết hàng quý vị nhé. Hàng trong thời điểm dịch bệnh này hầu như là sẽ không còn về nữa đâu các bạn. Em còn ít hàng rẻ tiền thôi. Đấy, những cái mẫu mà như là chẳng hạn như là 4 mua pin như thế này thì em đang xả với giá là 2.5 triệu một cây. Đấy, 4 mua pin quý vị nhé. Đấy, cái hàng 4 mua pin như này. Đấy, 4 mua pin 2 volume 1 cần gạt. Tùy cây. Đấy, giá là 2.5 triệu một cây. Thế còn những cái hàng như thế này, đây, đây còn một cái hàng nữa này. Đấy, con này thì em đang xả là 2.2 triệu này. Cái này họ khách hàng họ cũng là 4 mua pin, 3 volume 1 cần gạt, nhưng mà họ bắn cái logo Yamaha lên đây rồi, nên là có nhiều bác sẽ không thích. Họ vít hay vít lên mặt này rồi, thì nên em bán xả rẻ con này giá 2.2 triệu nhé, 4 mua pin đấy ạ. Đấy, thế còn nếu không thì các bác lấy con đỏ này. Đấy, 4 mua pin 2 volume 1 cần gạt. Con này là photogenic. Đó. Con này rất là nhiều mã nhé. Thế còn hoặc là lấy cái những cái mã như là dao động 2.2 triệu cũng có. Đây, con này thì giá 2.5 triệu này. Đấy, 4 mua pin. Đấy. Đây, một con màu xì viền đen vàng gỗ này cũng 4 mua pin này, 2.5 triệu này. Đó. Đây, con này xì viền đen vàng gỗ 3 mua pin. Đó. Những cái con mà 3 mua pin này, nó trước em đã bán 2.5 triệu một cây rồi. Thế nhưng trong thời điểm dịch này thì em xả cho các bác giá khoảng độ 2.2 triệu đến 2.3 triệu nhé các bác nhé. Đây, như con này. Con này 2.5 triệu này. Đấy. Em giới thiệu sơ qua thì một chút cho các bác rồi. Đây, chẳng hạn như con này thì vừa rồi giá là 2.3 triệu này. Đấy, 2.3 triệu này. Đấy. Đấy, rất đẹp nhé. Đây, con này thì bây giờ em tính 2.2 triệu cho các bác. Đấy. Nên con này vừa rồi giá cũng 2.3 triệu này. Bây giờ em tính cho các bác 2.2 triệu. Đấy, nhớ là những cây đàn đẹp rất là ok, phân khúc là sản xuất nước thứ hai thứ ba. Đây, chẳng hạn như con này thì tận con này có 1.8 triệu thôi. Đấy, chẳng hạn như con này có 1.8 triệu thôi. Đấy, thì phân khúc là bên em là cái hàng từ 1.8 triệu cho đến 2.5 triệu, 3 triệu là còn rất là nhiều các bác nhé. Nếu các bác quan tâm sản phẩm là được liên hệ với em để mà được tư vấn kỹ càng hơn. Thì bây giờ là trong cái thời điểm dịch bệnh này thì bên em là nhân viên đã nghỉ hết rồi, có một mình em làm thôi. Nên là một ngày để làm thì cũng vừa nghe điện thoại, vừa tư vấn khách hàng, vừa vệ sinh, vừa làm đẹp tất cả các sản phẩm mà khách hàng chọn. Nên là để mà công việc tiến độ nó sẽ bị chậm, nó bị trễ hơn. Mà lại ảnh hưởng dịch bệnh, là hàng nó đi nó cũng chậm nữa. Đấy, nên là các bác mua hàng thì các bác cứ liên hệ với em theo số điện thoại 0989634982. Em nhắc lại số điện thoại của em là 0989634982. Quý vị nhé. Đấy. Guitar bass thì đây, thì guitar bass thì em cũng còn khá khá thôi, dao động còn ít rồi. Dự kiến là khả năng là tối nay là sẽ có một ít hàng vừa guitar bass vừa solo về, chắc là khoảng chục cây thì cũng không có nhiều lắm đâu. Nếu mà hàng về thì nó còn ít thì em cũng sẽ làm nip này khi mà hàng về các bác nhé. Đây, lead bow thì còn 2 cây lead bow. Đấy. À.
Các bác mua hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0989 634982. Em nhắc lại số điện thoại của em là 0989 634982. Các bác gọi cho em trong cái giờ làm việc nhé, là từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối thôi, em nghe điện thoại thôi. Còn các bác gọi cho em trước 8 giờ sáng hoặc là sau 10 giờ tối là em sẽ không nghe điện thoại. Lúc đó thì em chỉ nhận tin nhắn thôi. Các bác cứ nhắn tin qua số điện thoại cho em. Số điện thoại của em có đăng ký Zalo nhưng mà do nó ảnh hưởng nhiều thứ là khách hàng của em nhiều kết nối với Zalo không hiểu sao là bây giờ khách hàng tìm Zalo rất khó. Nên các bác tìm không thấy Zalo thì các bác cứ nhắn nhắn tin qua số điện thoại cho em nếu mà ngoài giờ làm việc. Đấy, còn trong giờ làm việc các bác có thể gọi trực tiếp cho em một lượt, nếu tốn tiền không có tiền nhà máy em gọi lại cho các bác nhá. Được chưa? Đấy. Đây là cái kho hàng của bên em thì nó còn dao động khoảng hơn 100 cây. Dao động cái mức giá là từ 1 triệu 8 cho đến 3 triệu các bác nhá. Đấy, guitar bass cũng vậy. Guitar bass là 1 triệu rưỡi cũng có cho đến 3 triệu. Nếu bác quan tâm sản phẩm bên em thì cứ liên hệ với em. Đấy, để được tư vấn kỹ càng hơn. Thế còn nếu bác nào mà muốn mua cái phân khúc đắt tiền hơn từ 5 đến 10 triệu thì chờ hàng về nhé. Hàng trong thời điểm dịch bệnh này về rất khó khăn. Nên các bác cố gắng chờ cho em. Thì về em sẽ làm nít lên luôn. Thì bây giờ em sẽ tiến hành em đóng gói cái đơn hàng này. À, cho dù là một đơn em vẫn phải làm nít vì nít là cái chế độ bảo hành cho khách hàng và nó là cái bằng chứng mà để chúng ta khi chúng ta gửi hàng đi là hàng là nó ngon lành, nó không bị dập vỡ, không bị gãy nát. Này các bác nhớ điều đó cho em. Đấy, nếu mà trong quá trình vận chuyển mà bên chuyển phát mà bị làm hỏng á thì em sẽ phải làm việc với bên chuyển phát. Dây đeo là bộ dây phụ là hai móng gãy trong này, dây tín hiệu 5 m hai đầu 6 ly.
Như vậy là vừa rồi quý vị đã theo dõi xong cái clip mà trung tâm Vĩnh Phúc test và đóng gói những đơn hàng đàn guitar điện cho buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã tin yêu và ủng hộ trung tâm Vĩnh Phúc. Kính chúc cho quý vị có những ngày làm việc thật vui vẻ, hạnh phúc gia đình thân yêu của mình. Xin chào tạm biệt.